Khám phá lịch sử xin được chào quý vị và các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề vô cùng hấp dẫn, đó là mối quan hệ phức tạp giữa Vatican, mafia và chính trị nước Ý. Vatican, một quốc gia nhỏ bé, chỉ vòn vẹn 44 mẫu vuông, nhưng lại có tầm ảnh hưởng tinh thần và đạo đức to lớn trên toàn thế giới. Vậy mà bằng cách nào, một tôn giáo có tầm cỡ thế giới như Thiên Chúa Giáo lại có mối liên hệ với một hệ thống băng đảng tội phạm như mafia, Điều này thật sự khó hiểu, phải không quý vị? Mafia, nói một cách đơn giản, giống như một nhóm bạn bè thân thiết nhưng lại hoạt động phạm pháp. Họ thường xuất thân từ những gia đình nghèo khó, ít học ở miền Nam nước Ý. Bằng cách nào đó, Mafia lại có tầm ảnh hưởng quan trọng liên hệ qua lại và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều triều đại giáo hoàng ở Vatican. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều bí ẩn này. Cá nhân tôi nghĩ rằng, để hiểu được mối liên hệ này, chúng ta cần phải nhìn vào bối cảnh lịch sử và chính trị nước Ý. Nước Ý đã trải qua nhiều biến động từ chế độ phát xít của Mussolini đến sự trỗi dậy của Đảng Cộng sản. Vatican dù nhỏ bé nhưng nằm ngay giữa lòng nước Ý không thể nào đứng ngoài những biến động này. Theo các tài liệu lịch sử, mafia đã xô đẩy khoảng nửa triệu người dân vùng Sicily phải rời bỏ quê hương. Họ phải làm những công việc hèn hạ ở nước ngoài để kiếm sống. Điều này cho thấy sự tàn bạo của mafia. Nhưng cũng có một mặt khác của mafia, đó là sự hào hiệp, giúp đỡ người nghèo, giống như nhân vật Robin Hood trong các câu chuyện cổ tích. Sự phức tạp này càng làm cho mối quan hệ giữa Vatican và mafia thêm phần khó hiểu. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nước Ý đứng về phe phát xít. Giáo hoàng Pio thứ 12 đã phải tìm cách cân bằng giữa việc bảo vệ Rome khỏi bị phá hủy và việc cứu vãn người Do Thái sự im lặng của ông đôi khi bị hiểu lầm là đồng lõa với tội ác đây là một ví dụ điển hình cho thấy sự khó khăn của vatican trong việc giữ vững lập trường trung lập nhà độc tài mussolini đã từng tương nhượng với vatican bằng cách trả lương cho các linh mục và gửi tiền vào nhà băng vatican để làm từ thiện việc nhà nước trả lương cho các linh mục ở một đất nước mà đa số là tín đồ công giáo có vẻ bình thường tuy nhiên điều này cũng cho thấy sự gắn kết giữa chính trị và tôn giáo ở nước Ý. Vậy, mối liên hệ giữa Vatican và mafia là như thế nào? Có thể nói thẳng, mafia là một tổ chức băng đảng tội phạm nhưng lại mang nhiều ấn tín xã hội và công giáo. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại là sự thật. Mafia vừa là tội phạm, vừa là tín đồ sùng đạo. Họ đi nhà thờ, tham gia các hoạt động tôn giáo, đóng góp tiền cho nhà thờ. Họ tin rằng có thể chuộc tội bằng tiền bạc bên cạnh đó vatican và mafia có chung một kẻ thù đó là đảng cộng sản cả hai đều muốn ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản điều này dẫn đến sự cấu kết giữa vatican và mafia một sự cấu kết chẳng đặng đừng tuy nhiên không phải tất cả các thành viên trong giáo hội đều ủng hộ mafia đã có nhiều linh mục bị sát hại vì dám lên tiếng chống lại mafia điều này cho thấy sự phức tạp và nguy hiểm của cuộc chiến chống lại tội phạm có tổ chức Giáo hoàng Francis đã có những hành động mạnh mẽ để chấm dứt nạn rửa tiền và làm trong sạch nguồn tiền của Vatican. Ông cũng kêu gọi mafia hối cải và trở về con đường lương thiện. Đây là những nỗ lực đáng khen ngợi của Giáo hoàng trong việc cải cách giáo hội. Câu chuyện về mối quan hệ giữa Vatican, mafia và chính trị nước Ý là một câu chuyện dài và phức tạp. Nó chứa đựng cả những mưu toan chính trị, những tội ác tàn bạo và cả những nỗ lực cải cách quý vị nghĩ sao về câu chuyện này hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình với khám phá lịch sử cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo của khám phá lịch sử